Tới núi Tô Triton, bạn nên thử một lần lên chữ Triton hoặc là lên phù hội lớn, phù hội nhỏ nha. Cảnh nhìn xuống rất đẹp. Cảnh Triton đẹp thì ai cũng biết rồi, chủ yếu là trải nghiệm cái cảm giác đi xe hôm lên và xuống núi Tô. Bao phê luôn. Dốc nào dốc nấy nó dựng đứng, nhiều khúc cua cùi chỏ rất là gắt. Ở đây người ta không cho chạy xe lên xuống, và bạn cũng không nên thử chạy lên xuống. Nhiều bạn bị té lắm rồi. Bây giờ mà các bạn cùng mình trải nghiệm cảm giác đi từ vô hộ núi Tô đi xuống chân núi nha. Này độ 4-7 răng rồi, độ gì nữa không anh? Nhâm cục xuống lại 13 răng. 13 răng. Rồi, tóc. Làm hết để chạy là tốn cỡ nhiêu? Mua chiếc xe bây giờ phải không? Ừ. Làm lần đầu tiên là ít nhất cũng hơn 10 triệu. Trời. À, ít á. Ừ. Mua xe mà anh làm tới hoàn thiện chạy cho ngon. Ví dụ chiếc van tha thì anh làm nó rẻ hơn chút, van tha thì anh làm khoảng 10 triệu đó lại à. Màu mà quay Trung Quốc mặt lên đầu đau chẳng lắm. Cái chiếc van tha thì anh thấy cái sườn cái máy này bỏ lóc, bỏ dơn, bỏ nằm, bỏ cam hồ bất bỏ cái sườn mình còn phải khoan cho lớn nữa. Đừng lấy cặp phục, đừng lấy chạy, đừng dẫn chơi nha.
bánh gì nữa, bánh anh bật đạn lượng cho tốt, quay cho nó nhẹ chứ anh còn nó nặng nó sượng hơi rồi, cái đường trường mình nó gượng được đâu, đường này mà sượng hơi là rồi đó.